Xin kính chào Ngài Hòa Thượng và tất cả các quý vị có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Xin cho phép Hòa Thượng được gửi đến Lão Hòa Thượng và tất cả quý vị lời chúc xuân nhâm dần. Chúc quý vị một năm mới thật dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và gặp thật nhiều may mắn trong công việc. Được về đây gặp quý vị sau 3 năm trời là một điều trời ơi không thể diễn tả nổi bằng lời thôi, thì cho phép phòng thư vi được hát lên để chúc xuân quý vị cũng như là mừng ngày gặp lại quý vị nha. Bây giờ là một bài hát rất là quen thuộc, mời quý vị cùng nghe và cùng hòa lạc vào cái tiếng nhạc, và phòng thư vi sẽ xuống dưới đó và giao lưu cùng với quý vị. Xin quý vị lắng nghe bài hát Triệu Đoá Hoa Hồng.
trông cho em suốt cuộc đời. Dưới nắng dù lung linh chưa cánh hồng quen xa thơm. Mỗi con tôm bên sông thu đêm bên hoa cười trong nắng. Sẽ chia công cho anh kia được yêu thương tình say đắm. Sẽ mãi mãi như hoa kia trông cho em. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và như tất cả các